Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ án Hồ Duy Hải, cơ hội cuối cùng cuối đời của Nguyễn Phú Trọng hủy toàn bộ bản án đối với Hồ Duy Hải để điều tra lại. Tổ chức ân xá Na Uy với hơn 25.000 chữ ký vừa với văn bản cho gửi cho Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ân xá cho tử tù Hồ Duy Hải. Đây không phải là tổ chức quốc tế đầu tiên và duy nhất làm điều này. Quả bóng trách nhiệm đang trước mặt của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng. Cơ hội để cho ông Trọng có thể làm người tử tế vẫn còn đó. Liệu trước khi bị loại bỏ khỏi chính trường, ông Nguyễn Phú Trọng có đủ sáng suốt để chứng tỏ ít nhất là trong lồng ngực ông ta còn có một trái tim? Lãnh đạo trong Bộ Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam có phẩm chất rất đặc biệt là rất điềm tĩnh, im lặng trước những thảm họa của dân tộc, của số phận của con người. Trước thảm họa Formosa tàn phá vùng biển miền Trung, tàn phá môi trường sống, nguồn sinh kế của người dân bốn tỉnh, Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn im lặng sau chuyến đi thăm kẻ thủ ác Formosa. 4 tháng qua, tàu Trung Cộng giày xéo trên vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng kiên trì im lặng mãi đến ngày khai mạc hội nghị Trung ương thứ 11 mới mở miệng, nhưng cũng chỉ là cách nói trịnh thượng, giành độc lập, quyền yêu nước mà không đưa ra được kế sách gì để bảo vệ chủ quyền. Nguồn nước sông Đà nhiễm bẩn, không khí Hà Nội pha bột thủy ngân, bụi mịn, Trọng vẫn lặng im trùm mền, trùm chăn chữa trị bệnh cho mình. Không khí trong phòng Trọng đương nhiên được lọc kỹ, nước sinh hoạt của Trọng đương nhiên có nguồn riêng được xét nghiệm mỗi ngày. Là lãnh đạo, Nguyễn Phú Trọng phải lo chuyện lớn, đốt lò, nào là củi, nào là để bắt chuột mà không phải vỡ bình. Chuyện sống chết của người dân chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng có những chuyện tuy nhỏ nhưng được luật pháp quy định vào trách nhiệm và cá nhân chức vụ. Khi nhận chức vụ thì không thể thoái thác trách nhiệm đó. Chức vụ Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư trong chế độ của Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam chẳng bó bèn gì so với quyền lực tuyệt đối của ông ta hiện nay là Tổng Bí thư. Nhưng đó chỉ vẫn là những ưu quyền riêng có mà ông Tổng Bí thư không thay thế được. Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia có quyền phong tướng, phong anh hùng, trong đó có quyền và trách nhiệm xem xét ân xá hoặc bác đơn ân xá cho các tử tù. Đây là quyền lợi độc lập của Chủ tịch nước mà không có cơ chế quyền lực nào khác ngăn trở được. Trường hợp tử tù Hồ Duy Hải là một trong những vụ án oan không ai có thể lầm lẫn, đã kéo dài đến 12 năm. Gia đình của Hồ Duy Hải, nhiều luật sư, tổ chức, xã hội trong ngoài nước đã liên tục lên tiếng kêu oan. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa trước, bà Lê Thị Nga, lúc đó là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, đã phát biểu trước phiên họp toàn thể, kiến nghị xem xét lại bản án kết tội tử hình chưa có cơ sở vững chắc và trong điều tra truy tố xét xử đã xảy ra hàng chục vi phạm quy định tố tụng. Chỉ cần một vi phạm nhỏ thôi đã phải hủy án. Bà Nga đã tổng hợp các vi phạm ấy trong văn bản dài hơn 10 trang gửi đến các cơ quan có trách nhiệm. Đến nay bà Nga vẫn còn đó và là chủ nhiệm của Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Bà vẫn chưa có văn bản nào rút lại kiến nghị của mình, nhưng án tử vẫn treo lơ lửng trên đầu Hồ Duy Hải và số phận tử tù của em còn kéo dài không biết đến bao giờ. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, vẫn ngày đêm lăn xả kêu oan cho con. Cả gia đình ba chị em bà Loan đã khánh kiệt sau hơn 10 năm kêu oan vì đã phải bán hết nhà cửa, ruộng vườn. Chuyện của Hồ Duy Hải, số phận một thanh niên vào tù từ năm 18 tuổi, quá nhỏ bé so với uy quyền chức vụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vĩ đại, ông Nguyễn Phú Trọng, có toàn quyền im lặng như đã từng im lặng trước đó bao thương đau, bao oan trái khác của người dân. Với những vụ việc khác như oan trái ở Thủ Thiêm, ô nhiễm ở Vũng Áng, ông Trọng có thể biện bạch lý do im lặng là nó phức tạp, ta đánh ta là phải sợ vỡ bình. Cần có thời gian, cần có nhiều yếu tố để xem xét. Còn vụ việc của Hồ Duy Hải quá sức đơn giản, không có thế lực thù địch nào tác động, chi phối để các cơ quan tố tụng dưới quyền ông phải vi phạm các quy định tố tụng buộc tội oan một thanh niên, hoặc là họ quá yếu kém nghiệp vụ nên quy kết oan ức cho người ngay như Nguyễn Văn Trấn, Huỳnh Văn Nén, hoặc là họ cố ý bao che cho tội phạm nên đẩy Hồ Duy Hải thành hình nhân thế mạng.
Quyền ân xá của Chủ tịch nước là quyền nhân đạo, không ảnh hưởng đến tiến trình tư pháp trước đó, không ảnh hưởng đến thành tích vai vế của Trương Hòa Bình, chánh án Tòa Nhân dân tối cao, hay Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thời điểm đó. Ân xá cũng không có nghĩa phải điều tra tìm lại hung thủ thật sự của vụ án. Dù có ai đó tác động để kết án oan Hồ Duy Hải thì họ vẫn an toàn, vẫn vô tội nếu Hải được ân xá. Tóm lại, ân xá cho Hồ Duy Hải đó là việc nhỏ, rất đơn giản, không mảy may ảnh hưởng tơ hào đến sự nghiệp chính trị vẻ vang của ngài Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông Trọng vẫn im lặng bỏ qua thì quả là chỉ vì ông lãnh cảm với sinh mạng của con người. Ngược lại, nếu ông Trọng còn chút sáng suốt và trong huyết quản của ông có chút hồng cầu nhắc nhở ông ký quyết định ân xá cho Hồ Duy Hải, thì không chỉ người dân trong nước mà cả dư luận của thế giới có thể nhìn vào ông, vào chế độ toàn trị của ông với ánh mắt khác đi. Ít nhất người ta cũng có hy vọng rằng ông không phải là bạo chúa máu lạnh, thản nhiên giết oan người vô tội. 5 năm trước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm được điều chưa có tiền lệ, chỉ đạo văn phòng Chủ tịch nước ra công văn hoãn thi hành án Hồ Duy Hải vào giờ chót. Một quyết định chấn động dư luận, cứu sống mạng người, được dư luận của cả nước đồng tình, tuy nó chỉ là một ý kiến nửa vời. 5 năm qua, với những kiến nghị của các luật sư Trần Hồng Phong, Trần Văn Tạo, với kết quả giám sát và kiến nghị của đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga, vụ việc quá sức sáng tỏ, tiếp tục kéo dài lơ lửng án tử cho Hồ Duy Hải ngày nào, thì sự nhạo báng công lý và sự phi nhân của nền tư pháp càng kéo dài thêm ngày đó. Với tuổi tác và sức khỏe hiện nay, ngày ông Trọng xa rời quyền lực, thậm chí ngày xa rời thế giới này để đi gặp ông Mác, ông Hồ cũng không còn xa. Ký một quyết định nhân đạo cứu sống một thanh niên vô tội là cơ hội để ông có thể để lại điều gì đó cho sự nghiệp của mình. Nguyễn Tấn Dũng khi rời xa quyền lực đã nói một câu: xin về làm người tử tế. Hy vọng rằng ông Trọng làm được điều đó ngay khi ông đang còn quyền lực. Ân xá cho Hồ Duy Hải là cơ hội để tự ân xá cho mình. Nhưng đâu chỉ có Hồ Duy Hải, còn đó Nguyễn Văn Trưởng, Lê Văn Mạnh, Đặng Văn Hiến, bao nhiêu án tử oan đang chờ ân xá. Sau hơn 10 năm kêu oan tử tù, Hồ Duy Hải, người bị kết tội giết người và cướp tài sản, vừa có thêm một cơ hội sống khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đưa ra kháng nghị giám đốc Thẩm đề nghị xóa bỏ toàn bộ các bản án trước đó để điều tra lại. Truyền thông trong nước loan tin ngày 30 tháng 11. Theo truyền thông trong nước, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa có kháng nghị giám đốc Thẩm đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử thủ tục giám đốc Thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2008 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và bản án phúc thẩm năm 2009 của Tòa án phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh đối với Hồ Duy Hải để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Quyết định kháng nghị mới nhất này thay thế quyết định không kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào năm 2011. Trong quyết định kháng nghị mới nhất, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ ra một loạt các sai phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng như bỏ sót chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai làm trong giải quyết vụ án. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong lời khai đầu tiên ngày 20 tháng 3 năm 2008, Hồ Duy Hải đã không nhận tội, nhưng bản khai này và một số lời khai nhân chứng không được đưa vào hồ sơ vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng xác định bản án sơ thẩm và phúc thẩm có nhiều nhận định và kết luận chưa phù hợp với tình tiết khách quan vụ án. Việc thu thập đánh giá chứng cứ, tài liệu chưa đầy đủ, nhiều nội dung cần chứng minh của vụ án còn mâu thuẫn chưa được làm rõ. Vụ án Hồ Duy Hải được coi là một trong những vụ án chú ý nhiều nhất trong các năm qua tại Việt Nam và khiến quốc tế phải lên tiếng. Theo nội dung vụ án, Hồ Duy Hải quen biết với hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An vào năm 2007. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, người ta phát hiện hai nữ nhân viên này bị sát hại dã man tại nơi làm việc. Các bản án sơ thẩm và phúc thẩm sau đó ở tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh vào những năm 2008 và 2009 đều xác định Hồ Duy Hải lúc đó mới 23 tuổi đã giết người và cướp tài sản và tuyên án tử hình.
Sau khi hai bản án được tuyên, mẹ của Hồ Duy Hải là bà Nguyễn Thị Loan đã đi kêu oan cho con ở khắp mọi nơi và nhiều năm ròng rã. Hồi tháng trước, ân xá quốc tế Na Uy đã gửi một thư với chữ ký của hơn 25.000 người đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi hủy bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Trước đó, vào tháng 5 năm 2018, một kiến nghị với 25.000 chữ ký cũng đã được gửi đến cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải. Năm 2015, Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam tuyên bố việc xét xử Hồ Duy Hải đã diễn ra không đúng các trình tự pháp luật, thiếu bằng chứng và kêu gọi điều tra lại. Trước đó, vào tháng 12 năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã ra lệnh hoãn thi hành án đúng một ngày trước khi Hồ Duy Hải bị thi hành án. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở phía bên dưới video để góp ý cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.